Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu sử dụng cửa kính đang ngày càng tăng cao. Cửa kính vừa có tính thẩm mỹ cao lại bền bỉ theo thời gian. Nhưng thực tế khi làm cửa kính, mọi người đều không chú ý đến phụ kiện gắn trên cửa mà chỉ quan tâm vào việc lựa chọn một bộ cửa đẹp mắt và đóng mở được. Vậy nếu gia đình bạn sử dụng phải những phụ kiện cửa kính kém chất lượng thì sẽ gây ảnh hưởng như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Phụ kiện cửa nói chung và phụ kiện cửa kính nói riêng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc tạo nên một chiếc cửa hoàn hảo cả về diện tích sử dụng và tính thẩm mỹ. Tuy nhiên, một số đơn vị kinh doanh không uy tín lại đưa ra thị trường những phụ kiện đi kèm kém chất lượng, khiến cho cửa nhanh xuống cấp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro làm mất an toàn khi sử dụng. Trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra như cửa bị đổ bất ngờ, dễ xệ cánh, cong vênh, vỡ kính, gây nguy hiểm cho người sử dụng. Hư hỏng thường xuyên đồng nghĩa với việc sửa chữa đi kèm. Nhiều bộ cửa nhanh chóng xuống cấp ảnh hưởng đến kết cấu, rút ngắn tuổi thọ của bộ cửa. Hiểu được những rủi ro mà người tiêu dùng dễ dàng gặp phải, cũng như nhu cầu được sử dụng một bộ cửa đảm bảo chất lượng, công ty Hanco Việt Nam tự hào là nhà sản xuất, phân phối độc quyền sản phẩm ray treo cửa lùa, cửa bán tự động, bản lề sàn, kẹp kính, mang thương hiệu Hedera, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2015. Với hơn 5 năm hoạt động, hiện nay sản phẩm mang nhãn hiệu Hedera đã được phân phối ở nhiều đại lý tại 63 tỉnh thành của Việt Nam. Sau thời gian sử dụng và hợp tác lâu dài với nhãn hiệu Hedera, tôi đánh giá đây là một thương hiệu uy tín, đảm bảo về các vấn đề chất lượng sản phẩm, các dịch vụ sau bán hàng, đặc biệt là ray treo cửa lùa bán tự động, đã mang lại sự hài lòng cho tôi và cho rất là nhiều khách hàng. Ngay từ những ngày đầu thành lập và phát triển thì công ty chúng tôi đã luôn luôn lấy cái sản phẩm là mục tiêu chính để phát triển thị trường, và cái chất lượng sản phẩm chính là cái để đưa sản phẩm đó tới tay người tiêu dùng. Thì để đáp ứng được nhu cầu đó, thứ nhất về mặt kỹ thuật và công nghệ thì công ty chúng tôi luôn luôn đầu tư cái dây chuyền máy móc công nghệ tiên tiến và mới nhất. Thứ hai là về khâu kiểm soát chất lượng cũng như là khâu sản xuất thì chúng tôi chọn những cái nhà cung cấp vật tư đầu vào tốt nhất, và cái sản phẩm khi mà sản xuất ra của công ty chúng tôi thì đã đạt được tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Về cái đội ngũ nhân viên kỹ thuật và cái đội ngũ bán hàng thì công ty chúng tôi có được cái đội ngũ nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên sale có cái sự nhiệt tình trong quá trình tư vấn cũng như là bán hàng. Ở đây ngoài sự nỗ lực không ngừng của công ty thì còn có được cái sự cộng tác rất lớn của các cái nhà phân phối, các cái đại lý của công ty trên toàn quốc. Và trải qua cái quá trình phát triển là 5 năm vừa qua thì chúng tôi đã thiết lập được một cái hệ thống đại lý trải dài từ Bắc vào Nam, và với mong muốn sản phẩm đó được tiếp cận tới tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, và khi sử dụng thì sản phẩm đó sẽ đem đến sự hài lòng tốt nhất cho người tiêu dùng. Sản phẩm mang nhãn hiệu Hedera được sản xuất trên một dây chuyền hiện đại, đạt chuẩn, cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, với phương châm mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng và sự hài lòng tốt nhất.